Tiếp tục series, chúng mình sẽ đổi sang MV Kén Cá Chọn Anh của Bích Phương. Sao bài này không nổi tiếng nhưng mà bài này kiểu thấy tên tuổi Bích Phương chắc phải kiểu rất nổi ý. Không nghe thấy trên kênh 14. Bảo tàng Nam Thần. Chị vào đây để săn dai à chị? Sao anh Nam Thần này nhìn hơi kỳ cục. Bích Phương mỗi lần quay lại là một lần kiểu make up không nhận ra. Chắc bài này khác các bài trước nên là không được promote kỹ đâu. Hòa Phát MV hay là quảng cáo cho tập đoàn Hòa Phát nên là nó không không phải là MV chính. Kẻ Sang Thính chất liệu hoa lá bướm ong. Chị đừng hỏi. Màu trắng ngay thôi mà. Anh mặc cái gì đấy? Tướng quân ham chơi, chất liệu xương khói bụi đường. Đấy như là kiểu cho bụi gì đấy bốc khói bốc lửa. Bé to xác chất liệu bọc điều cái gì nữa. Chị đi luôn không cần quan tâm. Đây, Nam Thần Ultimate Nam Thần. Cái này là gì? Có phải xóa cái? Chắc vậy. Chờ. Nhìn anh cũng xoái đấy nhưng anh như robot vậy anh. Chắc là không ai theo ý của chị được. Đồng ý chị là chị phải tạo ra một nhân vật ảo làm anh. Đây. Đến với nhau. Cái gì thế này? Sắp hết. À, cái giờ các anh trước thì kiểu đều có cái hình ảnh lửa cháy rụi cái gì đó ấy. Đến anh này cứng quá kiểu không cháy được. Ờ, quả như là quảng cáo tập đoàn Hòa Phát à? Như kiểu chị này là lửa ấy nhỉ? Được, được. Tôi luyện được anh ý. Ờ, mấy anh đang ở đằng sau muốn may, muốn may rồi. Các anh giờ chỉ làm nền cho anh, nhưng mà chính. Ui, anh bằng thép luôn, đúng rồi. Sợ. Rồi. Nội dung xuất sắc. Quảng cáo. Ơ là chị biến biến luôn thành thành sắc à? Wow, thép xây dựng Hòa Phát quả nhiên. Ôi mẹ ơi, quảng cáo kiểu level max. Sao nào Phương ngắn vậy kiểu. Chịu luôn. Hay, đây cho Dung có cảm tưởng gì phát biểu nốt cho MV. Nhạc vừa hay kiểu tôi rất thích xem kiểu clip quảng cáo của Bích Phương ấy, nó vui nhộn mà kiểu nó không bị vô não ấy. Ờ, hồi mới nghe cái quảng cáo Tết của Bích Phương cũng hay. Có ý nghĩa nhưng mà kiểu tận cuối mới kiểu hiểu ra. Không hiểu sao chị lại hóa thành thép luôn. Thì chọn anh rồi thì phải theo chồng. Theo anh luôn. When in Rome, nhập gia tùy tục. Đó, mà được quảng cáo cho thép hơi chuẩn chuẩn đét. Rất giải trí luôn. Vỗ tay cho Bích Phương.